Anh chị lo ngại lắp đặt nhiều camera một lúc để quan sát được tất cả các điểm chết trong phòng. Thông thường với một phòng 40m² như này, mất tối thiểu 6 con camera mới có thể quan sát hết. Mỗi con trị giá từ 1.400.000 đồng đến 1.600.000 đồng. Và nếu là camera IP không cần đầu ghi là anh chị đã mất khoảng hơn 9 triệu đồng rồi ạ. Cùng thẻ nhớ 32GB trị giá 300.000 đồng một cái nhân với 6 cái bằng 1.800.000 đồng. Thêm nữa, chi phí DJ cộng công lắp đặt mất khoảng 2 triệu đồng nếu dài. Tổng chi phí lắp đặt 6 mắt bằng 9 triệu đồng cộng 1.800.000 đồng cộng 2 triệu đồng bằng 12.800.000 đồng cho 6 mắt. Và dây dợ lằng nhằng thì rất là mất thẩm mỹ ạ. Vậy hôm nay camera có khả năng quan sát mọi góc chết với độ phân giải HD 1920 nhân với 1080 với góc quan sát không điểm chết ở diện tích khoảng 50m² sẽ không còn phải lo ngại việc lắp đặt nhiều camera nữa. Vì chỉ với một camera sẽ giải quyết tất cả vấn đề của anh chị, vừa tiết kiệm vừa có tính thẩm mỹ cao. Ngoài ra, nó còn có tác dụng đàm thoại hai chiều và có thể nghe được rất rõ tiếng nhân viên đang nói chuyện hoặc âm mưu trộm cắp tiền, sẽ giúp anh chị quản lý chặt chẽ hơn và nhân viên cũng sợ, chủ động hơn trong công việc. Và xem được trong đêm với cảm biến hồng ngoại hiển thị đen trắng. Cảnh báo khi có vật di chuyển hoặc trộm đột nhập vào nhà. Thật dễ dàng lắp đặt và sử dụng chỉ với vài thao tác. Bước 1, anh chị chỉ cần lắp miếng ốp màu đen này vào sau camera, sau đó xoáy lại để cố định thiết bị. Bước 2, dán miếng băng dính hai mặt vào sau miếng nhựa vừa cố định. Sau đó anh chị có thể dính lên trần nhà hoặc tường tùy ý. Anh chị chỉ cần cài phần mềm duy nhất V380 trên App Store hoặc Google Play là có thể xem được toàn bộ tính hoạt động của phòng hoặc showroom, chứ không phải xem từng con một sẽ mất rất nhiều thời gian. Và giúp anh chị tiết kiệm nhiều tiền hơn, không còn lo ngại nhân viên làm việc không chủ động. Tặng ngay một thẻ nhớ 32GB trị giá 300.000.